Con được biết là khi mà cô chú lấy nhau như vậy á, thì là khi mà chú quen cô á, thì ở nhà lại không biết và lại làm mai cho chú một cô gái khác, đúng không? Đúng, đúng. Nhưng mà vậy thì lúc đó thì gia đình làm mai vậy thì chú làm sao? Tôi không có chịu, tôi không có nói gì hết á, đi coi vậy đó. Tới bây giờ cô đó cũng còn. Má kể nói là hồi đó mỗi lần tao kêu ông Hồng đi coi vợ, ông nói ông chóng mặt muốn ói. Không à. Ở phía bên chú á, đầu tiên không có chấm cô. Cô với chú khổ lắm là tại vì má cô cũng không chịu gả cô cho má anh này. Rồi má anh này cũng không có anh này chịu cô. Dạ. Tại vì bà thương cái người kia đẹp lắm. Dạ. Đẹp hơn cô nhiều. Thì ba mình với anh mình thì thương ông này. Dạ. Mà má mình nó thì không gả cho ông này. Má dạ. mình thợ nấu. Dạ. Hứa với người ta rồi. Dạ. Thì ba mình gả cho ông này, má mình với ba mình giận nhau nữa. Rốt dạ. cuộc mình không có ưng, không dạ. được đám cưới luôn. À, anh này mỗi lần người ta coi tôi cái ông nói ông tự giận chết. Dạ. Rõ ràng chúng ta thấy là những câu chuyện hôn nhân của những người ngày xưa chị nó rất là lạ. Hay. Nhưng mà cô, rồi vậy thì á, ngay từ đầu mình không có được đón nhận rồi, thì khi mình về làm dâu thì có gặp khó khăn, có vất vả không cô? Cô không dám ở chung, cô ở riêng. Tại vì ở đó anh có nói thiệt là anh không có quyền trong nhà, bởi vì anh có một đứa em gái. Dạ. Nó giàu lắm, thì quyền hạn trên nó hết trơn à. Dạ. Cái gì nó cũng được quyền hết. Dạ. Thì anh nói thiệt với ba mình. Dạ. Rồi lúc mà mình sống với anh rồi đó, ông và chồng, bà và chồng mình không có qua nói chuyện với ba mình đâu. Yeah. Mà chú ruột của anh mới qua nói với ba má mình, nói là anh Năm tôi được lắm nhưng mà chị Năm tôi thế này thế nọ đó, ba nói ba thương rồi ba không chấp đâu. Yeah. Nếu mà Hồng nó thương con tôi, nó sống ở được rồi, ba mình bên đây cũng giàu mà. Yeah. Cả trăm con ruộng, trăm con trâu con bò lắm. Yeah. Thì ba nói là cái chuyện ba lo cho nổi, thì mình không có ở chung thì ba cất nhà cho mình.